rất là hoan hỷ được trở về đây dự để nhớ lại cái vị anh hùng của dân tộc, tổ tiên của chúng ta. Và hôm nay thì Nghĩa sẽ thành lòng diễn ngâm lại một đoạn sấm giảng để tặng đến tất cả quý vị nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong lục tinh ai là người trí mạo thức thời tầm đạo nhiệm sâu, khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quy. Coi rồi phải thân mình tự trì, chẳng độ xong Phật khó dắt diều. Thả thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra cái lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng trong đổi thay. Chữ phù dân khu quý nay mai, luân giới chuyển dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ, bụi bần hàng đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bô đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế. Sợ những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tình. Ngọc bảo quy ẩn trong Nam Định, muốn tìm kiếm đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt phải mau cài cây. Ai có nói ta là người quay, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vạn dân giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì kính thưa quý vị, thì nhân dịp hôm nay đây, mình muốn nhắc lại một đoạn ngắn trong biển năm của Đức Thầy như sau. Đức Thầy nói là trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Chữ đa là nhiều đó quý vị. Người tu hành đa phước thì nên luôn, chứ không có đã hết phước mà rớt xuống nha.
ráng trao tâm tánh hạnh cho bền, niềm ân nghĩa toan đền dứt nợ. Thì lúc đó đó, ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Thì kính thưa quý vị, hai câu Đức Thầy viết như thế này, nó cũng rất là nhiệm màu. Cho nên lận qua cho quý vị hiểu được cái nghĩa này là quý vị rất là ham tu, rất là phấn khởi. Vì Ngài cũng có luận giải rồi, ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng ta niệm Phật chí tâm. Cũng như Đức Thầy nói cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Chữ liên là sen đó nghe quý vị, chữ đài là đài sen. Cũng như là Đức Thầy nói chúng ta là về ao sen báo Tây Phương cực lạc. Nhưng mà hai câu này Đức Thầy viết nó còn chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên kính thưa quý vị, kể từ đây đến ngày tận thế, nơi liên trì Phật để nhiều qua. Chữ trì là ao, chữ liên là sen nghe quý vị. Ao sen báo Tây Phương vua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Thì nơi đây là ông thanh sĩ luận với chúng ta thấy, kể từ nay đến ngày tận thế, nơi liên trì Phật để nhiều qua là nơi ao sen báo Phật để nhiều qua. Chờ người nơi cõi ta bà sang qua đây có dùng mà làm chăng. Lúc đó là sự màu nhiệm vô cùng tột bực, toàn là do công đức tương ưng. Trong hoa sen có thức thần an trụ chính từng liên hoa. Thân sen vàng trong tòa hoa báo, khỏi thế gian khó tạo cho ra. Có muôn ánh sáng chói lòa, càng trong càng bắt sanh ra kính gì. Trong ánh sáng ẩn di hương quý, rất thơm tho khác vị hơn phàm. Cõi này sao chẳng thích ham, lại đem lòng mến thế gian mới kỳ. Người cõi sen mỗi khi khởi niệm, tức ân ngay theo điểm của mình. Việc nào cũng rất màu linh, những điều gọi trái ý mình là không. Muốn nghe nhạc thì trong làn gió, thổi vào cây liền có nhạc nghe. Thân cây màu sắc trong ve, Phật nào mình muốn thì là có ngay. Kể cho nghe những bài sâu thẳm, Phật mà điều tưởng tượng của mình. Cõi này do Phật tạo nên, toàn do công đức xây trên tu hành. Những người được thân sanh vào đấy, trong lòng không hề thấy chán chê. Đạo màu càng lúc say mê, như dân nghèo khó được kề nhà vua. Kẻ thế gian thích ưa châu ngọc, giết hại nhau bóc lột liền tay. Cõi sen châu ngọc làm cây, bạc vàng làm đất lót đầy khắp nơi. Giá tuy quý không người giành giật, cũng chẳng ai thiếu hụt món chi. Lại thêm tất cả chuyện gì, hãy lòng nếu muốn tức thì có ngay. Và kính thưa quý vị, hai câu ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Thì các chư Bồ Tát luận ra cái nghĩa nó rộng như sau: tuần đời sắp hạ con ơi, Phật đang chờ đón những người tỉnh ra. Gần đây nơi cõi liên hoa, nhiều bông đã xếp thành tòa sen tươi. Nguyên do ở dưới trần đời, nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây, tòa sen cực lạc rảnh có một vừng mây bay vào. Thì kính thưa quý vị, dưới này chúng ta đốt một cây hương thành tâm, những cái khói hương nó nhiệm màu, nó sẽ làm cho cái hoa sen chúng ta ở cực lạc nó thêm tươi màu. Nếu chúng ta công đức cứu khổ ban vui nhiều đó, cái lý là như thế đó đó. Dưới trần hương đốt một cây, tòa sen cực lạc của người đó có một vừng mây bay vào. Thanh tâm ở đây sen thỉnh tươi màu, khởi tâm trọng trượt ở đây sen thỉnh xào của ngay. Có sen tươi tắn mỗi ngày, có sen mới nở phút giây rồi tàn. Tại sao tươi tắn mỗi ngày, phút giây rồi tàn? Người này mới vô đăng ký tu được một tháng cái bỏ tu, thì tỉnh nó mới nở nó tàn. Còn mà ai tu kéo dài hoài thì có sen tươi tắn mỗi ngày, ngày cũng tươi hết á. Có sen mới nở phút giây rồi tàn. Vọng tâm nơi chốn trần gian, cánh hoa sen ở Phật đàn chuyển lai. Sen và người chẳng phải hai, cũng nên lấy đó khiến sai tâm hồn. Ác tiêu còn thiện mới tồn, mà trái đường đạo đức sát hồn bị ra tro. Sát tiêu có thể lo hồn tiêu bức phở nào cho quần hồn. Vì trong thế giới càng khôn biết lo sát cũng như hồn ít ai. Chứ như là vừa lo làm ăn lo tu đó quý vị, là lo sát lo hồn đó. Nếu mà lo làm ăn không lo tu là chỉ là lo sát thôi. Cứ lo những việc dông dài, tử sanh việc lớn cái tay lo lường. Bệnh đang hấp hối bên giường, thuốc không lo đến cứ lo đường lợi danh. Biết không sống được trường sanh mà không chịu bỏ tánh tình tham lam. Kể sao cho hết cái tánh phàm, nết dù đánh chết tánh làm sao quên. Bởi tham muôn quả gây nên, tánh tham chưa dứt là không yên sự đời. Đông Tây lỡ đất long trời cũng do lòng tham của loài người tạo ra. Nhiều người ngỡ ngoài da bên trong là giống yêu ma thú hầm ha. Xô nhau vào chỗ chết chùm, ít ai cởi mở gông cùm cho ai thấy. Người mắc nạn vỗ tay,
chẳng ra tay cứu nhai khốn nàng, thừa cơ nguy lập giàu sang, ít ai ra gỡ rối loạn cho dân. Có tài chỉ biết lo thân, chẳng lo giải cứu xa gần lúc nguy. Học hay mà ở vô nghì, đâu bằng thất học mà tri đạo màu. Học hay là học nhiều đâu quý vị, mà ở vô nghì là ở không có nghĩa. Thua người ta thất học mà biết đạo màu, cho nên hai câu đó như thế đó. Học hay mà ở vô nghì, không bằng thất học mà tri đạo màu. Lòng người dĩ kỹ quá sâu, bao nhiêu kiến thức đều chầu tánh tham. To quyền lớn chức trọng hàm, vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều. Năm châu đầy cuộc máu điều, lý do phần lớn tại chiều lòng tham. Nhắc hoài thì chúng sanh nhàm, tánh tham trừ được là đủ làm siêu thăng à. Cái điều này có đoạn pháp tới là có một cái ông sư là tiền thân của ông thanh sĩ đó. Con ơi còn nhớ hay chăng, xưa kia có 100.000 kiếp qua, con là một đại phú gia giàu sang cả gần xa trong vùng. Đông ra chỉ có một thùng lấy vào một lạ dạ mà lòng chưa ân. Cho dai thì bắt thế chân, vốn lời trả thiếu bị tịch khuân gia tài. Ruộng giường thẳng cánh cò bay, không hề chia sớt cho ai một tiền. Tuy là bạc học lúa thiên, vẫn khe khắc giới tá điền. Từ tô lúa tiền lo góp thu vô, còn nhân với nghĩa là quá khô khan lòng. Gần xa những kẻ bằng nông, lấy làm quán ghét của ông vô cùng. Nhưng ông không có ngại ngùng, mặc cho ai nói, còn ông cứ làm. Kể sao hết việc ông tham tột bực trong làng của ông. Vợ con còn phải bực lòng, bảo rằng ông chết là không siêu hồn. Thế rồi lại có một hôm, ông đang sửa kiện mấy bồn trước sân, bỗng đâu gió thổi qua thân, phú ông say sẩm ngã lăn trước nhà. Người nhà liền chạy tuôn ra, thấy ông bất tỉnh như là chết đi, khiêng ông vào gọi lương y. 7 ngày sau đó mạnh đi như thường. Một hôm từ chốn tha phương, có nhà đạo sĩ lỡ đường ghé qua. Tối trời đường hải còn xa, xin ông cho nghỉ để sáng ra khởi hành. Thấy nhà đạo sĩ hiền lành, phú ông liền nhận lời xin ngủ nhờ. Giống duyên vốn hợp thời cơ, ngay trong đêm đó chuyện trò lại qua. Nhà sư mới hỏi phú gia, bệnh ông đã phát từng qua nặng nề, thẳng như trong lúc nằm mê chết luôn, nay sát dưới mồ phải không? Bao nhiêu của cải tiền nông không đem theo được một đồng trong tay, làm ra chẳng dám ăn xài, chết rồi để lại mặc ai tiêu dùng. Lòng tham lúc sống vô cùng, chết rồi tham đó còn đùng dùng vào đâu? Chính mình mang tiếng hiểm sâu, của tiền để lại nó đâu theo mình. Sát thân nhất định rã sình, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phút chung quy, bạc tiền là thứ vô nghì phải chăng? Vì tiền làm mất thiện căn, vì căn mà khiến trầm lưng muôn đời. Giữ thân trái đạo thân rời, làm tiền phi pháp tiền rơi không còn. Mỗi ngày tuổi sống mỏi mòn, nhưng lòng tham ấy lại còn thêm tăng. Càng tham càng nặng tội căn, lần này khổ gấp 100.000 lần qua. Chi bằng suy nghiệm sâu xa, tánh than hiện kiếp phải là ngu không? Để mà mượn lớp bụi hồng lấp đường sanh tử, dung trồng thiện căn lấy sanh tử đổi niết bàn, đem thân bùn tạo thân vàng dài lâu. Phú ông nghe nói gật đầu nghe khen rằng lời ấy ngọc châu khó bì. Nhận mình đã quá mê si già rồi mà không biết gì sự tu, mãn lo tiền của góp thu, không lo thần chết đến ru lúc nào. Chớ chi được thức tỉnh mau, thì tội tham đâu đến nỗi cao ngất đầu. Diêm Vương sắp bắt đi chầu, hôm nay mới được lời màu đến tai. Phú ông ngước mặt thở dài, trong lòng hối hận những ngày đã qua. Nhà sư liền nói thêm ra, xin ông đừng ngại tuổi già hết tu, thật tâm hướng thiện quầy đầu, chỉ trong nhất khắc sẽ được chầu Như Lai. Dí dầu sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liên đài cũng được lên. Tội do tham ấy tạo nên, thì là phước cũng tâm đền được ngay. Tâm mê lạc cảnh trần ai, nếu như tâm giác Phật đài được qua. Giác mê bất luận trẻ già, miễn là giác được hay là còn mê. Giác tu nhất kiếp Phật về, mê tu muôn thở vẫn là phàm phu. Cho nên đồng một trường tu, kẻ thì phát huệ, người tu ngu suốt đời. Nhà sư vừa nói dứt lời, phú ông vừa cũng đồng thời phát tâm, bắt đầu mộ đạo quyền thâm, lợi danh gác bỏ chuyên tâm tu hành. Bao nhiêu tiền của để dành, đem ra bố thí nhân sanh xa gần. Vừa làm nuôi sống xác thân, vừa đi khuyên nhủ nhân dân tu hiền. Thôn quê cho đến thị thiền, nhờ ông mà được phát duyên rất nhiều. Liền vào ở một buổi chiều, hào quang sáng rực trên liều của phú ông. Người gần thấy lạ đến trong, thì ra thấy đã thấy phú ông đang ngồi. Nhưng ông đã nhập tịch rồi, chắp tay vào ngực thân ngồi nghiêm trang. Trên đầu phóng một hào quang sáng rực trên ngàn dặm cao. Người gần xúm lại với nhau, chắp tay vào ngực thì thào giái giang. Trẻ già đồng một lời rằng, phú ông đã nhập niết bàn không sai. Lời này thấu đến gái trai, vừa là cảm phục vừa quay đường lành. Phú ông nhờ có tâm lành, cho nên nhất khắc tu hành được siêu Phật rằng, con xét bấy nhiêu, tánh tham trừ được là đủ siêu Phật đài. Thì kính thưa quý vị, hôm nay nhân dịp lễ của anh hùng dân tộc Đức Cố Quảng, thì nhắc ra lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật, Đức Thầy, các vị thánh hiền.
thì kính chúc chư quý đạo trong ngoài nước nghe nhận thức tu hành để thành công chánh quả cứu khổ của huyền khỏi uổng công tu niệm. Xin hết Nam Mô Di Đà Phật. Năm nay là có nhiều chen chân hướng lộn ở ngoài lộ, ngoài là gỡ xe là cả cây số cây mấy số lội bộ vô á. Cái thời kỳ này nó khổ quá, mình tu kịp không chú? Vẫn còn kịp mà. Thầy nói là trời nào sắm nổi giao thinh e bá tánh ăn năn muộn, bây giờ là bây giờ còn kịp được chứ. Quay đầu là bờ mà. Trên bước đường tu học vì ba chiến chót tới ngày lập hội cho con có mặt dự thi. Nam mô A Di Đà Phật. Xá ba xá lại bốn lại. Mình biết ngày mai mình còn sống, mình là đời tới rồi đó. Đó là cái kiểu mình hết đời của mình. Vậy tôi mình hiểu cái chỗ nào mình nói vậy thôi nha. Chứ mình không có học không biết. Mà tùy cái nhân viên để mọi người để theo dõi. Thì hôm nay mình biết được cái chỗ đó cho nên mình dám cố gắng để mình theo chỉ theo giáo lý của thầy. Làm hết các giác từ thiện. Chấm tất cả những điều độc ác. Quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Là hết từ thiện, là tất nhiên từ thiện nào mình cũng làm. Tránh tất cả những điều độc ác, nhiều độc ác nào không giữ mình, bất cứ mình cũng tránh, không làm. Quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, và mình hàng ngày coi mình sửa tâm mình, coi có làm cái gì trái lương tâm không, thì mình có sửa để giải thoát. Tự mình, không ai biết bằng mình, tự mình làm mình biết, chứ không mình làm đợi người ta biết là quá lâu. Vậy thôi. Dạ chú ơi, cái thời điểm này mình tu kịp không chú? Kịp, không có cái gì mà không kịp hết. Chẳng nói vắng già, Phật nội tức tâm. Tâm mình là nếu còn tâm đồng sao động thì Phật lìa xa. Thanh tịnh là Phật tại đông, là nó thanh tịnh là tại tâm mình là có Phật. Chẳng nói vắng dài, Phật nội tức tâm. Nó không có vắng dài, mình trở lại tâm là Phật. Còn nếu mình biết là cái con đấy làm gian ác, là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật, vậy đó, dễ mà đó, vậy đó. Không? Mình biết vậy mà làm. Như là chỗ này chính thức hồi xưa đây luôn hả chú? Người nói đây ngay căn chỗ này ngay căn là vàng luôn. Nó mới lấy lên có thang rồi đó, sắt đó. Là trong tủ kính đó luôn. Tủ kính đó có ba cái sắt cứng sắt đó. Rồi ngay căn chỗ này dính luôn.
Chánh cái đầu xe ra. Cháy bố đó, cháy bố. Cháy bố. Cái gì bạn? Xe nó quá. Chặn lại đi. Xe tải. Tới gì không chặn lại đâu nguy hiểm. Đi đi trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ly cái này bảy ngàn rồi.